service, how far will I take her? Giờ 10 phút chiều với nhiệt độ bên ngoài 30 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cái dây an toàn được phát đi. Khi mở ngàn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi hoặc quên các hành lý bên trong. Khép chân rời bằng cửa phía trước. Chúng tôi hy vọng quý khách đã hài lòng với chuyến bay. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, một thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Trần Việt Dũng, và phi hành đoàn gửi tới quý khách lời chào tạm biệt. Ước mong sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Một lần nữa, xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Nội Bài International Airport. Hello, time now, 10:03 p.m. Outside temperatures is around 30 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop. Both sides be turned off when opening the hand lockers. Please indicate and ensure content do not fall out. This location be to the front doors. We hope you have enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Trần Việt Dũng, Professor Mạnh Cường and all crew members, we would like to say goodbye to you and look forward to meeting again soon. Once again, thank you and have a good time in Hanoi. Goodbye.